Rồi, hello anh em nha. Bây giờ anh em hỏi bên cối đây, này có rồi, bên 7 với bên 10 không? Hàng VIP nha nè. Bên 10 trước đi không được nè. Bên 10 thì có hai loại nha. Bên 10 thì nó 3 tiếng đồng hồ nha anh em. Mỗi mặt là 1 tiếng rưỡi. Em nhìn thấy không? Vô bịch rồi vô hộp rồi ngon lành hết nha. Cái này là Duy Khánh 3. Còn cái mặt đây là Dạ Hương. Được chưa? Nó hai mặt luôn này anh em thấy không? Rồi. À, cuốn này là rêu nhựa nha anh em. Cuốn này rêu nhựa, còn cuốn này là rêu của Nhật Scott này. Bên Japan. Sumoto 3M này limited. Cái rêu này là của Scott này nè. Đó, cái này là rêu nhôm. Cái này là hương. Cái này là Phương Dung. Phương Dung với lại cái này Trường Sơn nha. Nên nó cần chi tiết thì mình chụp thêm mình gửi qua nha. Là hai cuốn. Còn một cuốn này nữa, tại vì mình quay anh em nhìn cũng kịp rồi nè. Cuốn này cũng Scott luôn nè. Sâm Ngọc Xuân nha. Sọc Quân này, Sọc Quân này. Sọc Quân 73. Nhạc Xuân đó anh em. Dạ thì hai cuốn rêu nhôm. Rồi giờ mình qua bên 7 này. Đó, bằng 7 đây, bằng 7 nha, Thanh Tuyền này. Cái này là 1 tiếng rưỡi. Có nghĩa là một cuốn này là bằng hai cuốn này nha anh em. Một cuốn này nó có hai mặt thì một mặt nó là bằng một cuốn này. Full một cuốn này, thấy không? Đó, cuốn này là Sông Ngọc này. Cái này Duy Khánh nè. Mình quay mình cho anh em coi luôn nè. Nó cũng đã bao nghe nha anh em ơi. Bên này thì người ta bên gốc rất là nhiều nha. Đó, còn anh em là có nhu cầu thì có cái số điện thoại luôn nha. Ở bên chỗ làm băng á. Cái này băng Bass. Băng Bass là của Đức rồi anh em ơi. Cái này là bao nghe hết nha. Trong quá trình nghe anh em phản hồi lại nha. Ví dụ như chất lượng là các thứ rồi. Này là chắc băng Mỹ rồi nè. Nhìn là biết rồi. Cuốn này chắc cũng Scott, sợi gan gà nè. Còn cuốn này là Dạ Hương. Này là chất lượng đó nha anh em, chất lượng nha. Cái đồ này là chất lượng nha, chứ không phải là thu tầm bạn bà nha. Anh em nghe thử đi. Rồi. Không có nhiều nha anh em. 2, 4, 6 cuốn. 6 cuốn bằng 7, 3 cuốn bằng 10 thôi. Hết rồi nha. Nói chung mấy cái này gì là mình cũng bán nhanh lắm nha anh em. Không có nhiều nha. Đó. Còn các quảng cáo thêm các mặt hàng lò đài anh em nào chơi thì Zalo số này nha anh em. Ok chưa? Đây là mình làm cái clip này riêng cho băng cối thôi nha nè.